Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nữ mạng. Nữ bản mệnh tuổi này đa phần là những người vợ đảm, ngoài xã hội cũng là một người giỏi giao thiệp. Họ luôn tươi tắn, rạng rỡ và tự nhiên. Liệu với những điểm tích cực về tính cách, thì số phận của họ sẽ diễn tiến như thế nào? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Thân ngay sau đây. Gia chủ nữ mạng Mậu Thân có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Đại Trạch Thổ, đất nhà lớn, xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Mậu Thân sinh năm 1968 thông qua bài thơ sau. Mậu Thân cung Cấn số nàng, mạng Thổ đất lớn nhiều người tài cao. Thuận sinh Thìn Tuất Sửu Mùi, Tị Ngọ tháng 6, Đặng Mai Thanh Nhàn, thu đông sinh gái là nàng, mùa xuân cũng lỗi sinh nàng cực thân, số cô chết hụt đôi lần. Chớ ở gian xảo thế mà chẳng qua, dân lo tích đức tu thân, về sau mới được an nhàn tấm thân, số phải thay đổi nợ duyên, chồng sau mới được phi quyến yến anh. Tuổi nhỏ chẳng đặng yên lành, trở về hậu vận mới hồng yên thân, nếu lòng tin tưởng Phật trời, ngày sau con cháu một đời hiền vinh. Tổng quan cuộc đời nam nữ mạng Mậu Thân, ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn nhưng được thịnh vượng và gặp nhiều may mắn ở trung vận. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 đến 87 tuổi. Những người ăn ở hiền lương, làm nhiều phước đức, tích nhiều phúc thì sẽ tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nữ mạng Mậu Thân được phân chia thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Theo tử vi tuổi Thân, những người sinh vào các tháng 1, 2, 5, 10 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Còn những nữ mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch sẽ là người may mắn. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo của nữ mạng Mậu Thân được yên ấm, yên vui, hòa thuận. Công danh chỉ dừng lại ở mức bình thường, sự nghiệp được bền vững từ năm 40 tuổi trở đi, tài lộc dồi dào, không bao giờ phải lo lắng hay suy nghĩ. Tuổi hợp làm ăn, nữ mạng Mậu Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Quý Sửu, Ất Mão và Kỷ Dậu để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều thành công và lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không cần phải suy nghĩ lo âu về bất cứ chuyện gì, tiền tài dư giả, công danh tiền đồ sáng lạn khi nữ mạng Mậu Thân lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp với mình cả về công danh và tài lộc là Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết nhưng cuộc sống chỉ dừng lại ở mức bình thường, tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu khi bạn kết hôn với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Thìn và Bính Ngọ. Cuộc sống vợ chồng sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới vươn tới được tới hạnh phúc, vui vẻ khi nữ mạng Mậu Thân nên duyên vợ chồng với các nam mạng, Mậu Thân và Giáp Dần bởi vì 2 tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, 26, 32, 38 và 44 tuổi, bạn không nên kết hôn sẽ tránh được vợ chồng dễ bị chia lìa xa cách. Nữ mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch thì thường gặp nhiều khó khăn trong chuyện hôn nhân. Để hóa giải xung khắc trong hôn nhân này, giúp gia tăng tình cảm vợ chồng, gia đình luôn hòa thuận, yêu thương nhau, nữ gia chủ Mậu Thân có thể tham khảo sử dụng pháp khí hòa hợp hàng đầu trong phong thủy. Chỉ với một vòng tay tam hợp, bản mệnh sẽ cảm thấy cuộc sống và các mối quan hệ trở nên chất lượng hơn. Mang theo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình sẽ giúp bản mệnh tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đạo, yên ấm, bình an. Cụ thể, với nữ mạng Mậu Thân sinh năm 1968, thầy Gia Cát khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp Quý Thần, Thân, Tý, Thìn. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua, kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, khắc hình 3 linh vật Thân, Tý, Thìn, mang năng lượng hội tụ, tương hỗ cho gia chủ rất tốt. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Thân, Tý, Thìn cũng cần được hướng dẫn khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy được công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tốt nhất. Tuổi đại kỵ. Nữ mạng Mậu Thân không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với những tuổi xung khắc sau.
Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với hai tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại, khó được thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở. Gặp tuổi Đại Kỵ, mọi việc phải hết sức thận trọng và giản dị. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng thì nữ mạng mộ thân nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, may mắn, thu về nhiều kết quả, vạn sự, như ý và đại cát, đại lợi. Bên cạnh đó mang theo pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang bên mình như có Đức Phật, Hiển Linh, che chở phù hộ độ trì cho mọi sự may mắn hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong phong thủy được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan trọng, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng, gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng, khắc bộ lục tự Đại Minh Chú, Umanipat Merhom là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cắt lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho bản mệnh. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế khai quang, nạp chú, chỉ lực và xem ngày sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ hãy yên tâm, nếu hữu duyên thì nên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn cần phải nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất chính là ăn ở hiền lành phúc đức, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt thì những chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, mọi chuyện không được tốt vào những năm này, tài vận suy yếu, chuyện tình cảm gặp nhiều khó khăn trở ngại. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, mọi chuyện khởi sắc vào thời gian này. Từ cuộc sống đến chuyện tình cảm, công việc và tài vận đều có nhiều triển vọng, thu được nhiều thành quả như ý. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, tài lộc vô cùng dồi dào, vận may cũng song hành cùng bạn vào khoảng thời gian này, nên tận dụng cơ hội đi làm ăn xa hay giao thương tài chính sẽ mang lại nhiều kết quả bất ngờ. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, mọi chuyện không được thuận lợi vào những năm này, phải hết sức thận trọng trong mọi việc từ tiền tài đến cuộc sống và chuyện tình cảm, gia đạo có chút mâu thuẫn và xích mích. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, thời gian này cuộc sống có nhiều niềm vui, chuyện tình cảm và tài vận có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, vào khoảng thời gian này, bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình, nhìn nhận, xem xét kỹ lưỡng những vấn đề xảy ra để tìm ra phương hướng giải quyết nhanh chóng và tốt nhất, tránh để cuộc sống rơi vào tình trạng xấu hơn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, có nhiều triển vọng lớn cho tài lộc và cuộc sống vào những năm này. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ thì tiền bạc sẽ chảy vào như nước. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ là nguồn tư liệu hữu ích với tất cả quý vị, đặc biệt là các quý vị nữ mạng tuổi này. Và từ đó thì chúng ta sẽ biết cách để có thể cân đo, dự trù trước cuộc sống của mình.
để có thể mang về cho mình thêm thật nhiều những may mắn. Chúc tất cả quý vị luôn tràn đầy năng lượng, tình yêu trong công việc và cuộc sống, luôn thuận hòa và viên mãn.